Xin chào, xin chào tất cả các anh chị, các bạn học viên, các nhà đầu tư. Bài học này, trong video này thì Phan Anh sẽ trình bày với các bạn một số những cái ý niệm về quản lý vốn để phòng trừ rủi ro trong cái quá trình trading coin. Thì như chúng ta được biết rằng là quản lý vốn là một trong những cái nghiệp vụ quan trọng của việc đầu tư tài chính cũng như là trong thị trường coin. Thì tôi được học và tôi được chiêm nghiệm rằng là các bạn đánh có thể lệnh thua, đánh có thể bị mất, đánh có thể lỗ, đúng không ạ? Lệnh này bạn thua, lệnh kia bạn thắng. Chuyện đấy rất là thường xảy ra trong thị trường coin, đúng không ạ? Không ai có thể thắng được hết tất cả các lệnh và không ai cũng có thể là thua mãi được. Vẫn phải có người thắng, phải có người thua, phải có phiên thắng, phải có phiên thua. Nhưng luôn luôn nhớ rằng là gì ạ? Nếu chúng ta bị cụt vốn, chúng ta bị hết vốn, chúng ta bị mất 100% số vốn thì chúng ta sẽ không thể tiếp tục đầu tư được nữa. Chúng ta không thể mua bán để sinh lời được nữa, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ phải luôn luôn phải bảo toàn vốn tối đa. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Cái phương pháp để quản lý vốn, quản trị vốn trong cái trading coin nó có nhiều cái phương pháp. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ dựa trên các nguyên tắc là rủi ro cũng như là nguyên tắc cơ hội, đúng không ạ? Ví dụ như là mình chơi mình được x2, x3, x5, thậm chí x10 tài khoản bằng cách là mình chơi thành công, đúng không ạ? Thì cái số tiền cũng như số vốn hoặc là số coin mình có ở trong sàn nó cũng sẽ tăng lên, đúng không ạ? Thì ngược lại, rủi ro của mình cũng có thể là sẽ bị chia 2, chia 3, chia 5, chia 10 tài khoản. Đó, ví dụ tài khoản của mình là 10.000 đô, đúng không ạ? Mình đánh tăng lên được 20.000 đô thì nguy cơ nó cũng có thể trở về chỉ còn 5.000 đô, thậm chí 3.000 đô là chuyện bình thường. Có đúng không ạ? Vâng. Thì vì thế chúng ta sẽ phải có những nguyên tắc quản lý vốn, tức là nguyên tắc thứ nhất, đúng không ạ, là cái nguyên tắc mà chúng ta sẽ luôn luôn bảo toàn cái đồng vốn gốc của mình một cách tốt nhất có thể. Đó, thứ hai nữa là các bạn sẽ phải chia cái tài khoản vốn của mình ra thành nhiều phần. Và thứ ba nữa là các bạn luôn luôn phải dự phòng một cái quỹ tiền nếu có ở phía bên ngoài. Bởi vì khi thị trường đi xuống, đúng không ạ, lúc đấy mình rất là nhiều nhà đầu tư ước rằng là mình còn tiền để mình mua hoặc là mình còn USDT để mình mua vào. Đó là cái trong cái tình trạng là mình biết là sẽ sinh lời nhưng mình hết vốn, đúng không ạ? Thí dụ như Bit nó về 6.000 nhưng mà cũng chẳng có mấy người dám mua. Ngoài cái chuyện tâm lý thì cũng lúc đấy là cũng hết tiền rồi, tài sản chia 5 chia 7 rồi. Cái hôm mà Bit về 6.000 ấy, tôi có nhắn cho một nhà đầu tư bảo anh ơi Bit về đấy anh mua đi, đúng không ạ? Thì nhà đầu tư nói là bây giờ anh không còn tiền nữa, tài khoản của anh cũng chia 5 chia 7 rồi. Thôi thì kệ nó thôi, tức là người ta chán trường đến mức như thế. Bởi vì sao? Cái việc là người ta đã chơi 100% số vốn, thậm chí chơi đến 200% số vốn, đúng không ạ? Tức là người ta thậm chí còn đi vay đi mượn. Đấy. Rất nhiều các nhà đầu tư tấp tay hoặc là có một số tiền nhỏ chơi hết, đúng không ạ? Nghĩ là cái con coin đấy mua là lên, đợi một tí là sẽ bán, đúng không? Tất nhiên là suy nghĩ như thế thì đấy là nghĩ của mình thôi, còn thực tế thị trường nó có thể là không phải như vậy, đúng không ạ? Và đa số chúng ta là không đủ cái điều kiện để và đủ cái kiến thức để mà phòng trừ cái rủi ro trong lúc mà chúng ta thị trường nó biến động, đúng không ạ? Nó đi lên đi xuống vân vân. Đấy. Thế thì ví dụ như là chúng ta có thể chia vốn ra thành nhiều phần, 3 phần hay 5 phần hay 10 phần hay 7 phần, 8 phần, cái đấy là tùy chúng ta. Chúng ta sẽ chơi một số cái đồng coin nhất định. Có người thì chỉ chơi USDT, chơi Bitcoin với cặp USDT. Có người thì chơi Bit, Air, RIP, Live, NEO. Đấy. Có người thì chỉ chơi Ancoin, có người thì chỉ chơi ICO. Thế thì bạn hãy chia nó ra thành nhiều phần cái đồng vốn của mình, được chưa ạ? Và mỗi một cái đồng vốn đấy mình có thể chia theo tỷ lệ, không nhất thiết là phải chia bằng. Đấy. Còn nếu mà mình chia bằng thì mình sẽ bình quân hóa rủi ro, được chưa ạ? Bình quân hóa rủi ro. Đó là một cái kinh nghiệm. Bạn có thể chia vốn thành 3 phần này, 5 phần này, 7 phần và 10 phần, tùy vào việc là bạn chơi bao nhiêu đồng coin, tùy việc là bạn theo đuổi các chiến lược như thế nào, đúng không ạ? Ví dụ như là mình có thể có cái vốn là 500 triệu, đúng không ạ? Bạn mình chia làm 5 phần, mỗi phần là 100 triệu, thì mỗi 100 triệu đấy mình sẽ lại chia thành 3 cái phần khác nhau, đúng không ạ? Để mình đưa vào các cái thời gian cũng như là cái cách thức đầu tư khác nhau, đúng không ạ? Đấy. Thế thì khi mà chúng ta mà chơi một cái đồng coin nào đó nằm trong cái giỏ hàng hóa của mình, ví dụ như là giỏ hàng hóa của mình là có 2 đồng hay là 5 đồng hay 10 đồng, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ làm là mỗi lệnh
Chúng ta làm theo cơ chế là mỗi lệnh thì chúng ta sẽ đặt cách nhau một khoảng, tức là mình gọi là giải lệnh ra để mua đấy. Và trong rất nhiều các video tôi đã nói, tức là mình phải giải lệnh ra. Đấy, thì có thể là nếu mà mình mua tất có thể nó sẽ cao, nó còn xuống nữa thì sao, thì mình cứ giải ra làm 3 phần. Ví dụ như là bây giờ mình xác định hôm nay là Bitcoin, mình sẽ xem Bitcoin hôm nay bao nhiêu nhá. Vâng, tôi giả sử thế ạ. Vâng, Bitcoin bây giờ đang khoảng 9.200 đô. 9.200 đô đấy, các bạn đang nhìn thấy trên CoinMarketCap, gọi là tính giá bình quân 9.200 đô. Thì mình mua, mình có tiền mua khoảng độ 1 bit đúng không ạ, 200 triệu. Thì mình sẽ giải lệnh ra, mình chưa giải thành 3 lệnh hoặc 5 lệnh, thậm chí 7 lệnh tùy mình. Mình sẽ mua cứ 0.1, 0.2 vào, 0.1, 0.2 vào. Nó sướng lại mua, nó lên lại mua. Thì đấy là cái phương pháp mua giải lệnh bình quân hóa giá. Thì cái phương pháp này cũng rất là tốt, chúng ta nên mua theo phương pháp như vậy, được chưa? Có thể chia làm 3 hoặc 5 phần và để cố định như vậy nhá. Vâng, thế rồi thì khi mà chúng ta cũng mua hoặc bán, đúng không ạ, bán một cái đồng coin nào đó, thì chúng ta cũng làm như vậy. Chúng ta cũng giải ra bán, chúng ta có thể bán từ 1/3 đến 1/2 hoặc thậm chí là 1/4 cái số coin mà chúng ta đang có, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta đã vào lệnh rồi thì chúng ta lại tiếp tục chia ra để có thể là chốt lời, chúng ta bán giải ra, đúng không ạ? Sau khi chốt lời thì chúng ta có thể chuyển tiền ra dạng tiền Việt hoặc là lưu trữ bằng USDT để tránh cái việc là thị trường đổ máu. Bởi vì khi mà thị trường đổ máu thì chúng ta còn tiền Việt và USDT, hoặc là sắp tới chúng ta sẽ có cả đồng VNDC là Việt Nam đồng coin, thì chúng ta có thể trú sang cái đồng đó luôn luôn được bảo đảm giá trị. Coin xuống mình dùng đồng đó mình mua vào, coin lên mình dùng đồng đó mình bán ra. Như thế để mình lấy tiền, mình có một cái chỗ trú chân, được chưa ạ? Vâng, thì cái đấy là một cái mà giúp các bạn có kinh nghiệm rất là tốt, đúng không ạ? Ok, thì đấy là cái phần mà tôi hướng dẫn các bạn sơ lược về cái cách chúng ta quản lý vốn, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta cũng có thể chia vốn của chúng ta thành nhiều phần cho nhiều cái loại hình đầu tư và nhiều loại coin khác nhau. Một lần nữa thì xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học tiếp theo. Nếu có câu hỏi nào xin hãy vui lòng thảo luận với chúng tôi. Xin chào.